Thưa quý vị, lúc 19 giờ tối qua ngày 11 tháng 9, đỉnh chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh là 1m62, cao hơn mức báo động 3 là 12 cm. Nhiều tuyến đường tại đây lại rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Người dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phải đối diện với những khó khăn do chiều cường gây ra. Vào thời điểm chiều cường đạt đỉnh, thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 50 điểm ngập sâu từ 40 cm đến 1m. Tuyến đường giao thông mới làm và được xem là cao như đường Võ Văn Kiệt từ quận 1 đi huyện Bình Chánh cũng bị ngập do nước đùn lên từ cống thoát nước. Tại phường 10 quận 6 và phường 28 quận Bình Thạnh, nước ngập sâu trên diện rộng khiến cuộc sống của người dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đợt chiều cường kéo dài hơn 3 ngày vừa qua, ngoài những điểm ngập thường xuyên từ nhiều năm nay như đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập quận 7, đường Kha Vạn Cân quận Thủ Đức, đường Lương Định Của quận 2, đường An Dương Vương quận 6 và một số điểm trũng ở các huyện ngoại thành, còn xuất hiện những điểm ngập mới ở quận Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp. Nước thoát ra sông, rạch sau mỗi trận ngập cũng kéo dài hơn so với đợt chiều cường cao nhất vào giữa tháng 10 năm ngoái.